Hello, mến chào tất cả các bạn đã quay trở lại với chương trình Hai Đình Phạm Di Trú và Cuộc Sống Mỹ. Lời đầu tiên mình xin chân thành cảm ơn các bạn trong suốt thời gian vừa qua đã theo dõi và ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Rất hy vọng tiếp tục nhận được sự ủng hộ đó của các bạn. Nếu mà bạn nào thấy chương trình của mình hay, hữu ích cho các bạn trong một số khía cạnh nào đó của cuộc sống thì mong rằng các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho mình hoặc là share giúp mình những video để mình có thêm động lực làm chương trình phục vụ cho các bạn. Chân thành cảm ơn một lần nữa. Chương trình ngày hôm nay mình sẽ nói đến hai cái diện bảo lãnh là diện S3 và diện S1. Hai diện này là diện con trên 21 tuổi của quốc tịch Mỹ ha. Thì vì sao mình nói đến hai cái diện này là vì video lần trước về di trú Mỹ mình có nói đến diện S4 là diện bảo lãnh anh chị em. Thì có bạn yêu cầu mình là nói về cái diện F3 ha, thì chắc mà mình nghĩ là bạn đó đang có cái hồ sơ bảo lãnh diện F3. Thì mình mới nói là do cái diện F3 và diện F1 nó có cái sự tương đồng với nhau về nhiều mặt ha, do đó mình sẽ không tách hai cái video về F3 và F1 ra như vậy, mà mình sẽ nói chung hai cái diện này chung một video luôn để các bạn tiện so sánh ha, để các bạn tiện so sánh và cũng hiểu rõ hơn về hai cái diện này. Do đó video ngày hôm nay mình sẽ nói về hai cái diện F1 và F3 này. Ok các bạn, bây giờ chúng ta đi vào chương trình nha. Thì diện F1 và diện F3 nó có cái đầu tiên giống nhau, nó đều là con của quốc tịch Mỹ. Thứ hai, nó là đều trên 21 tuổi hết ha. Và cái thứ ba nữa là những đứa con của cái diện F1 hay diện F3 này, mà những đứa con đó dưới 21 tuổi và còn độc thân thì nó đều được đi theo hết, nó đều được đi theo diện F3 và diện F1 này hết, đi theo cha mẹ tụi nó hết, cho dù tụi nó là con của F1 hay F3 gì cũng vậy hết. Thì đó là những cái giống giữa hai cái diện F1 và F3 này. Rồi những cái khác là cái diện F1 thì cũng trên 21 tuổi nhưng mà chưa có gia đình. Còn diện F3 thì trên 21 tuổi mà đã có gia đình rồi. Ok. Và nó có một cái sự lắt léo ở đây nữa, đó là khi mà bạn là F3 mà bạn ly dị thì bạn sẽ trở thành F1. Bạn ly dị rồi, bạn đang có gia đình, bạn ly dị và bạn trở thành độc thân thì bạn sẽ chuyển thành F1, chuyển thành diện F1. Còn nếu bạn là diện F1 mà bạn kết hôn thì bạn phải chuyển diện thành diện F3. Cái một cái chỗ này thôi, một chút nữa mình sẽ nói với các bạn cái phần này sau ha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần mà chúng ta làm hồ sơ bảo lãnh hai cái diện F3 và F1 này nó như thế nào ha. Thì cái việc làm hồ sơ bảo lãnh này, đầu tiên mình nói về phía người bảo lãnh. Người bảo lãnh người ta yêu cầu cho cái diện F1 và F3 này nó chỉ có hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất, bạn phải chứng minh bạn là quốc tịch Mỹ. Điều kiện thứ hai, bạn phải chứng minh bạn là có mối quan hệ cha mẹ con với người được bạn bảo lãnh. Chỉ có hai điều kiện đó thôi. Thì khi mà bạn fill cái form I-130 để bạn bảo lãnh cho những cái người con của bạn ở nước ngoài ha, ở ngoài nước Mỹ, thì bạn phải kèm theo những cái giấy tờ. Đầu tiên là bạn phải chứng minh bạn là quốc tịch Mỹ. Thì để chứng minh cái này thì chỉ có bạn nộp cái giấy quốc tịch hoặc là cái passport của bạn, hoặc là bạn nộp cả hai ha, hình của bạn. Ok, rồi giấy tờ chứng minh quan hệ cha mẹ con với cái người được bạn bảo lãnh thì chỉ có giấy khai sinh ha, rồi những hình ảnh, một số hình ảnh thôi các bạn. Nếu mà sau này chúng ta nộp, khi mà chúng ta làm cái phần mà 6 bước với NVC thì chúng ta sẽ nộp nhiều hơn, và thậm chí là lúc đi phỏng vấn thì chúng ta sẽ mang nhiều hơn những cái hình ảnh đó. Còn lúc đầu thì chỉ nộp một số hình ảnh thôi để chứng minh cái mối quan hệ cha mẹ con với người được bảo lãnh ha. Ok, chỉ vậy thôi. Còn về phía người được bảo lãnh thì nộp passport nè, hộ khẩu nè, khai sinh ha, của cái người được bảo lãnh đó. Nếu mà người được bảo lãnh là F1 và đã từng ly dị thì nộp cái giấy ly dị, nộp cái giấy ly dị cộng với khai sinh của những đứa con mà còn độc thân dưới 21 tuổi của F1 mà tụi nó đi theo đó, thì nộp giấy khai sinh của những đứa đó. Còn nếu mà
ở đây có một chút xíu chỗ này nữa các bạn. Có người hỏi mình là chị ơi, cái diện F1 này đã từng kết hôn và ly dị, vậy thì mình chỉ nộp cái giấy ly dị thôi hay là nộp cả cái giấy kết hôn lẫn giấy ly dị? Thì cái câu hỏi này nó hơi vui một chút là ở Việt Nam mình á, thì ngày xưa có, không biết là từ cái lúc nào xuất hiện cái cụm từ là xé cái giấy hôn thú. Hồi xưa thì mình có làm về pháp luật ở Việt Nam nên mình hay gặp những cái trường hợp đó. Có nhiều người thì đi ra ngoài tòa án thì nói là chị ơi cho tôi xé cái giấy hôn thú đi. Thì ở Việt Nam ha, không có cái vụ xé cái giấy hôn thú đó đâu các bạn. Hoặc là giả sử có thì từ cái thời xưa, xa xưa nào đó thì mình không biết, nhưng mà pháp luật hiện tại bây giờ thì người ta chỉ giải quyết bằng một cái quyết định hay là một cái bản án ly hôn tại tòa án ha, chứ còn người ta không có có cái màn mà cầm cái giấy cầm cái giấy hôn thú lên mà xé cái giấy hôn thú. Do vậy thì cái giấy hôn thú đó nó bạn có thể giữ hay là bạn làm gì đó là chuyện của bạn ha, hoặc là bạn sẽ nộp lại cho phía tòa án ha, nếu mà họ yêu cầu chỉ vậy thôi. Thì cái diện F1 có người đã từng hỏi mình là nộp giấy ly dị thì có nộp giấy kết hôn hay không, thì mình trả lời là với bạn đó là bạn chỉ cần nộp giấy ly dị thôi, vì nếu mà không có cái giấy kết hôn thì bạn sẽ không có cái giấy ly dị. Do đó thì người ta chỉ yêu cầu bạn nộp cái giấy ly dị, nộp giấy ly dị ở trong cái diện F1 này là để chứng minh bạn rằng là bạn độc thân, độc thân cho đến cái thời điểm bạn là F1 ha, là cái hồ sơ F1 của bạn. Thế thôi, chứ còn người ta không có yêu cầu bạn nộp cái giấy kết hôn nữa, vì lúc đó thì khi bạn đã ly dị thì cái giấy kết hôn nó không còn giá trị gì nữa, bạn không phải nộp cái giấy kết hôn ha. Ok, rồi cái diện F3, cái người bảo lãnh, người được bảo lãnh, nếu mà là diện F3 thì bạn nộp giấy kết hôn cộng với khai sinh của người vợ hoặc người chồng của bạn ha, cộng với khai sinh của những đứa con đi theo ha, rồi passport của người vợ hoặc người chồng của bạn, hộ khẩu, những đứa con cũng vậy luôn ha, passport, hộ khẩu, khai sinh, nói chung là có những người nào đi theo thì nộp cùng hết như vậy. Rồi những cái hình ảnh, nếu mà có thì nộp kèm những cái hình ảnh chứng minh mối quan hệ cha mẹ con với người được bảo lãnh, với người bảo lãnh. Ok, có một cái điều nhỏ nhỏ ở trong đây nữa thôi, là cũng có người hỏi mình là có phải nộp cái giấy chứng minh nhân dân ở Việt Nam hay không, tại vì mình yêu cầu là người ta yêu cầu là nộp hộ khẩu, thì có người hỏi là có nộp cái chứng minh nhân dân ở Việt Nam hay không. Thì xin thưa với các bạn rằng Mỹ họ không có đòi hỏi cái chứng minh nhân dân của các bạn ha. Bạn nộp cái passport đó là nó có hình của các bạn nè, nó thể hiện bạn là ai ha, tên tuổi, ngày tháng năm sinh và bạn ở quốc gia nào. Ok, rồi bạn có cái hộ khẩu là để người ta biết là bạn ở cái địa chỉ nào. Rồi khai sinh thế thôi, chứ người ta không có yêu cầu bạn nộp cái chứng minh nhân dân ha. Chứng minh nhân dân ở Việt Nam xài thôi, Mỹ nó không có quan tâm đến cái chứng minh nhân dân của bạn ha. Ok, thì đó là cái phần nộp hồ sơ lúc ban đầu. Hồ sơ lúc ban đầu thì chúng ta chỉ nộp bao nhiêu đó thôi, rồi đóng phí. Sau đó thì cái hồ sơ F1 và F3 này nó sẽ phải đợi một thời gian rất là lâu, nó mới được đưa qua cái National Visa Center ha, bên NVC để làm 6 bước. Và sau đó thì cũng diễn ra bình thường, các bạn nộp đơn DS-260, đơn di dân cho những người được bảo lãnh đó các bạn. Rồi làm bảo trợ tài chánh. Cái phần mà làm bảo trợ tài chánh cho cái diện F1 với F3 này nó hơi khó khăn hơn so với những diện khác, là lý do diện F1 và F3 này thường thì có những cái người đi theo nữa, những người đi theo ở trong cái hồ sơ mà của người được bảo lãnh đó các bạn, vợ chồng hoặc là những đứa con vân vân ha, thì cái số lượng người mà để cần phải được bảo trợ tài chánh nó rất là nhiều ha, tùy theo gia đình thôi, nhưng mà cũng có những gia đình thì nó rất là nhiều. Do đó thì cái người bảo lãnh ở bên Mỹ này, nếu mà họ có đủ income thì ok, còn nếu mà không thì họ phải tìm người để đồng bảo trợ tài chánh cho cái hồ sơ bảo lãnh những đứa con của họ qua Mỹ ha, những đứa con rồi những đứa cháu đi theo nữa. Ok, còn nếu mà không á thì họ phải dùng chính cái tài sản của họ để đảm bảo, rồi hoặc là dùng chính tài sản của những người được bảo lãnh
để đảm bảo nữa, thì những cái phần đó mình đã từng nói trong cái video về bảo trợ tài chính của mình rồi. Mình chỉ nhắc lại một chút xíu cho các bạn biết là vì hai cái diện bảo lãnh F1 và F3 này, thường thì cái số lượng người cần được bảo trợ tài chính nó sẽ nhiều hơn những cái diện khác. Do đó thì tinh thần là phải chuẩn bị cái việc mà tìm người đồng bảo trợ tài chính ha. Ok, thì đó là cái tiến trình làm hồ sơ của diện F1 và F3. Nhưng mà nó có một cái vấn đề ở đây mà mình lúc nãy phần trên thì mình đã từng nói sơ qua, bây giờ mình nói lại một chút, là khi mà bạn là F3, tức là bạn trên 21 tuổi, bạn đã có gia đình rồi và bạn ly dị, thì bạn được chuyển hồ sơ nó thành F1. Còn nếu mà bạn là F1 mà bạn kết hôn thì bạn sẽ chuyển diện thành F3. Cái may mắn của cái diện con của quốc tịch Mỹ, con trên 21 tuổi của quốc tịch Mỹ, nó có một cái may mắn là những đứa con mà còn độc thân trên 21 tuổi của quốc tịch Mỹ từ F1, nếu mà nó lỡ có kết hôn thì nó được chuyển thành F3, nó vẫn được đi, mặc dù cái thời gian nó hơi lâu thôi các bạn. Nhưng mà nếu mà là những đứa con trên 21 tuổi của thẻ xanh không phải của quốc tịch Mỹ thì nó chỉ có một cái diện duy nhất là F2B thôi. Nếu mà nó lỡ kết hôn thì nó bị hủy hồ sơ luôn, bị cancel luôn, nó không được đi nữa. Cái lợi thế khi bạn là con của quốc tịch Mỹ là như vậy. Cho dù bạn đang là F1, bạn kết hôn thì bạn sẽ phải mất thêm một số năm nữa thôi, khi mà bạn chuyển diện thành F3, bạn mất thêm một số năm nữa, nhưng mà bạn vẫn được đi, hồ sơ bạn không bị hủy. Còn nếu mà bạn là diện con của thường trú nhân á, của thẻ xanh á, thì giả sử bạn kết hôn là kể như hồ sơ bạn bị cancel rồi ha, không có cái diện nào để cho bạn chuyển nữa hết. Đó là cái may mắn khi mà bạn làm con của quốc tịch Mỹ. Ok. Và nếu mà bạn là F1 hay F3 gì đó ha, mà bạn thay đổi cái tình trạng hôn nhân của các bạn, thì bạn buộc lòng bạn phải báo cho cơ quan di trú Mỹ ha, USCIS, hoặc là các bạn giai đoạn mà các bạn làm hồ sơ tới giai đoạn NVC rồi chẳng hạn, thì bạn phải báo cho NVC biết ha, bạn phải viết thư giải thích ha, tường trình gì đó, rồi bạn phải nộp kèm với những cái bằng chứng là bạn thay đổi cái tình trạng hôn nhân. Ví dụ như F1 bạn kết hôn, bạn phải nộp giấy kết hôn cộng với lại giấy khai sinh ha, passport vân vân của cái người vợ hoặc người chồng của các bạn. Bạn phải nộp nó cho USCIS hoặc cho NVC tùy theo hồ sơ bạn đang ở trong giai đoạn nào ha, bạn phải bổ sung cái đó. Từ F1 bạn sẽ phải chuyển diện thành F3 khi mà bạn kết hôn, và bạn phải nộp những cái giấy tờ đó. Ok, còn nếu mà bạn là F3 mà bạn ly dị, bạn sẽ được chuyển thành F1 nhưng mà bạn cũng phải nộp giấy ly dị cho USCIS hoặc cho NVC tùy theo giai đoạn mà hồ sơ của các bạn tới giai đoạn nào rồi, thì các bạn sẽ phải nộp ở những cái trung tâm đó. Ok, nhưng mà có một chút xíu ở đây là mình, cái này là nhắc nhở thêm thôi, vì đã có những trường hợp bị security check ở trong vấn đề là khi bạn là F3, bạn ly dị, bạn thành F1, nhưng mà cái việc bạn ly dị đó nó sát cái ngày quá, nó sát cái ngày mà bạn 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 có nghĩa là bạn bạn phải đợi, thay vì F3 bạn phải đợi tới 13 năm đi, mà bây giờ đang trên đường đó thì gần tới ngày ấy rồi, bạn bạn nộp cái giấy ly dị thì bạn bạn sẽ chuyển thành F1. Bạn sẽ chuyển thành F1 coi như là bạn rút ngắn được phân nửa đường, phân nửa thời gian so với cái diện F3, thì người ta có thể nghi ngờ cái việc bạn ly dị này là để bạn được đi sớm hơn, để được bạn được chuyển từ F3 sang F1 để bạn được đi sớm hơn. Người ta có sự nghi ngờ như vậy. Tuy nhiên thì sự thật như thế nào thì các bạn cứ cứ mạnh dạn nộp hồ sơ, báo cho người ta biết là mình chuyển diện như vậy thôi. Còn việc người ta xem xét như thế nào là chuyện của người ta. Nếu mà bạn là sự thật thì không có gì phải sợ hết. Ok. Ok, nhân tiện là cái chuyện mà nói về cái diện F3, F1 này, thì mình thông báo cái lịch visa Bulletin của tháng 9 năm 2020 cho các bạn biết. Thì cái hồ sơ của F1 và F3 thôi ha các bạn, còn những cái diện khác thì mình không có nói tới.
Thì cái lịch visa Wellington của tháng 9 năm 2020, mình nói cái lịch xem hồ sơ trước đi. Cái lịch xem hồ sơ thì làm diện F1, người ta đã xem tới những cái hồ sơ từ ngày 15 tháng 9 năm 2014, là mới có xem hồ sơ tới những cái hồ sơ mà nó đã nộp tới ngày đó đó các bạn, tới ngày 15 tháng 9 năm 2014. Còn diện F3 thì người ta đã xem những cái hồ sơ tới cái ngày 15 tháng 6 năm 2008. Ok, thì các bạn cứ tính từ cái thời gian này đi, thì các bạn sẽ thấy là nếu mà là diện F1 á, thì cho tới cái ngày bạn được xem hồ sơ là đã 6 năm rồi. Còn diện F3 cho tới ngày mà bạn xem được xem hồ sơ là 12 năm mấy rồi. 12 năm 2 tháng ha. Ok, rồi. Còn nếu mà lịch visa, cái lịch mà visa tới rồi là sắp tới ngày các bạn được đi rồi đó, thì diện F1 lịch visa tới là ngày 22 tháng 7 năm 2015. Còn diện F3 là lịch visa tới là ngày 1 tháng 6 năm 2009. Ok, thì mình chỉ thông báo hai cái diện này thôi, các diện khác thì mình không có thông báo nữa ha. Các bạn có thể vào cái website của di trú Mỹ ha, để các bạn xem cái lịch visa Burlington này. Ok các bạn, như vậy là vừa rồi mình đã nói về hai cái diện F1 và F3 là những cái diện con trên 21 tuổi của quốc tịch Mỹ như thế nào ha, cho các bạn biết. Và cái tiến trình làm hồ sơ ra sao, thì hy vọng rằng sau khi xem cái video này của mình xong, các bạn có thể biết được F1 là gì, F3 là gì, cái tiến trình bảo lãnh của nó như thế nào, cái thời gian đợi của nó bao lâu. Và nếu các bạn, quan trọng nhất là khi mà các bạn có sự thay đổi diện cao giữa hai cái diện F1 và F3 này, thì một lần nữa nhắc lại là các bạn phải thông báo cho USCIS hoặc là NVC biết về cái tình trạng hôn nhân của các bạn đã có sự thay đổi như vậy. Tuyệt đối các bạn không được giấu ha. Vì nếu mà các bạn giấu hôm nay, các bạn sẽ không được giấu được ngày mai. Giả sử các bạn có giấu được trót lọt đến khi các bạn qua bên Mỹ này luôn đi, thì cái tình trạng hôn nhân của các bạn cũng không thể giấu hoài được. Các bạn phải đi làm bao nhiêu cái giấy tờ bên Mỹ này, mà khi đó thì các bạn đã phạm tội nói dối hay gian dối trong di trú. Phạm tội gian dối trong di trú Mỹ thì cái khả năng là bạn sẽ bị trục xuất. Có khả năng là bạn sẽ bị trục xuất vì bạn phạm tội gian dối trong di trú Mỹ, mặc dù cái tội của bạn vô tình hay cố ý gì đó thì bạn cũng sẽ bị trục xuất. Do đó thì các bạn nên đừng có bao giờ mà giấu cái gì ở trong di trú Mỹ hết. Giả sử bạn đang là F1, bạn kết hôn thì bạn sẽ phải chuyển diện thành F3, bạn sẽ phải đợi thêm một số năm nữa thôi thì các bạn cũng được đi ha. Ok các bạn, vừa rồi ở trên thì mình đã trình bày cho các bạn biết về hai cái diện F1 và F3 là những diện con trên 21 tuổi của quốc tịch Mỹ, có sự giống nhau và khác nhau như thế nào, rồi những cái điều kiện để các bạn chuyển từ F1 sang F3 hay từ F3 sang F1 nó như thế nào. Ok các bạn, chương trình ngày hôm nay hy vọng rằng sẽ giúp ích được cho những bạn nào có cái hồ sơ bảo lãnh diện F1 và F3 này, sẽ có cái sự chuẩn bị cho mình tốt hơn khi mà được bảo lãnh ở trong hai cái diện này. Và cái thời gian đợi của hai diện này thì nó khá lâu, do đó thì các bạn sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất cho mình ở trong hai cái diện này ha. Khi mà đi phỏng vấn thì các bạn, nếu mà các bạn đi phỏng vấn hai cái diện này thì nó có thể là nó đơn giản hơn rất nhiều so với những cái diện khác, tại vì các bạn là mối quan hệ cha mẹ con với lại cái người bảo lãnh các bạn thì nó đơn giản rồi, người ta chỉ hỏi một số cái thông tin thôi các bạn, người ta không có vấn đề gì mà phải hỏi các bạn nhiều cả, nếu mà cái mối quan hệ đó nó rành rành, nó rõ ràng rồi ha. Còn nếu mà người ta có bất cứ cái sự nghi ngờ nào đó thì cái bước cuối cùng là họ sẽ giám định DNA thế thôi. Do đó các bạn cũng yên tâm về cái phần này ha. Nếu mà mình là sự thật hoàn toàn thì khi phỏng vấn thì họ cũng chỉ phỏng vấn những cái đơn giản thôi. Và
nhắc nhở các bạn một chút xíu ha, vì đã có những cái bạn đi phỏng vấn ở hai cái diện này, người ta yêu cầu là phải chứng minh là cái người bảo lãnh các bạn, tức là cha mẹ các bạn á, họ vẫn còn sống. Tức là người ta muốn chắc chắn rằng, make sure chắc chắn rằng cái người bảo lãnh của các bạn họ vẫn còn sống, vì cái thời gian hồ sơ bảo lãnh quá lâu rồi. Có thể là những cái người bảo lãnh này cái tuổi lúc đó đã rất là cao rồi. Cái người phỏng vấn các bạn, người ta muốn chắc chắn một điều rằng cái người bảo lãnh đó họ vẫn còn sống. Do đó thì có một số trường hợp đã bị yêu cầu là bạn phải nộp bổ sung hồ sơ, bằng cách là chứng minh là cái người bảo lãnh còn sống, bằng cách là các bạn phải chụp hình cái người bảo lãnh đó đang xem một cái chương trình TV mà có cái ngày tháng, ví dụ như ngồi trước một cái màn hình TV đọc về tin tức của cái ngày hôm đó đi, mà người ta báo cho biết ở trên cái màn hình TV là ngày mấy, tháng mấy, năm mấy luôn ha. Hoặc là cầm một cái tờ báo của cái ngày mới nhất để chứng minh cái người bảo lãnh của các bạn họ vẫn còn sống. Thì cái này là nhắc kèm thôi. Thì một số bạn nào mà nếu mà đi hai cái diện F1 và F3 này á, mà mình mà có cái sự chuẩn bị cho mình tốt nhất á, thì bạn có thể nói với ba mẹ các bạn là những người bảo lãnh á, họ làm những cái bước đó trước đi. Thì khi mà các bạn đi phỏng vấn á, người ta có yêu cầu về cái việc mà chứng minh cái người bảo lãnh còn sống á, thì các bạn đưa ngay ra cái bằng chứng luôn. Đây là người bảo lãnh, là ba mẹ của tôi ha, là người cha hoặc người mẹ của tôi vẫn còn sống. Bằng chứng là những cái hình ảnh họ đang chụp trước một cái màn hình TV có báo ngày tháng, hoặc là chụp trước họ cầm một cái tờ báo có ngày tháng của cái ngày hôm đó luôn. Ok, thì như vậy thì các bạn phải đỡ mất cái thời gian mà các bạn phải nhận cái giấy xanh về để các bạn bổ sung hồ sơ đó. Người ta đi phỏng vấn thì ai cũng mong muốn rằng mình được chấp nhận ngay, được đậu và chấp nhận ngay để hẹn ngày lấy cái visa thôi, chứ người ta không có muốn bổ sung hồ sơ, phải làm cái giấy xanh bổ sung hồ sơ ha. Thì cho dù là bổ sung dễ hay là khó hay như thế nào thì người ta cũng không muốn. Do đó cái này là nhắc nhở các bạn một chút thôi, vì có nhiều trường hợp người ta đã bị như vậy rồi. Tức là các bạn đi phỏng vấn, người ta bắt các bạn phải nộp bằng chứng là người bảo lãnh còn sống, thì các bạn có bằng chứng các bạn đưa ra ngay, thì các bạn sẽ không phải mất thời gian để bổ túc cái giấy xanh nữa. Ok các bạn, chương trình ngày hôm nay mình chỉ nói vậy thôi. Mình xin kết thúc video ở đây. Nếu mà bạn nào thấy chương trình của mình hay thì nhớ là cho mình những cái lời động viên, những cái comment, hoặc là các bạn đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Thank you rất là nhiều các bạn. Mình chúc tất cả các bạn một ngày vui vẻ và tốt lành nha.